về phần xác Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi David trích sách của Thánh Âu Tinh giám mục về ơn tiền định ánh sáng vô cùng rực rỡ của ơn tiền định và ân sủng là chính đấng cứu độ chính đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người tức là con người Đức Kitô Giêsu tự hỏi bản tính nhân loại nơi người đã có công trạng gì trước do việc làm hay do đức tin mà được địa vị đó xin trả lời cho tôi câu hỏi này. Bởi đâu con người ấy đáng được như vậy, tức là trở nên con một Thiên Chúa? Nhờ được ngôi lời đồng hằng hữu với Chúa Cha đảm nhận, mà thành một ngôi vị. Trước đây người đã làm điều gì tốt lành mà được như thế? Trước đây người đã làm gì, đã tin gì, đã xin gì để đạt được địa vị cao sang khôn tả dường ấy? há chẳng phải nhờ ngôi lời hành động và đón nhận mà con người ấy từ lúc bắt đầu hiện hữu nhờ người thì đã bắt đầu là con một thiên chúa sao vậy ước gì chúng ta nhìn thấy nguồn ân sủng nơi đức kitô là đầu của chúng ta tràn sang mọi chi thể của người tùy theo khả năng của mỗi chi thể ân sủng làm cho bất cứ ai trở thành kitô hữu từ khi họ bắt đầu tin cũng chính là ân sủng đã làm cho con người ấy trở thành Đức Kitô, ngay từ khi bắt đầu làm người. Nhờ thánh thần con người được sinh lại và cũng nhờ thánh thần đó, Đức Kitô được sinh ra. Nhờ thánh thần chúng ta được ơn tha tội và cũng nhờ thánh thần đó, Đức Kitô không hề mắc tội nào. Chắc chắn Thiên Chúa đã biết trước người sẽ làm những điều đó nên ơn tiền định dành cho các thánh cũng chính là ân rạng người hơn cả nơi đấng thánh vượt trên chư thánh. Ai là người hiểu đúng lời chân lý lại có thể phủ nhận ơn này? Quả thật, chúng ta biết rằng chính Chúa Hiển Vinh, với tư cách là con người trở thành con Thiên Chúa, đấng ấy đã được ơn tiền định. Vậy Đức Giêsu đã được tiền định, đấng sẽ là con vua David theo thể xác, thì lại là con Thiên Chúa đầy quyền năng, theo thần khí thánh hóa, vì người được sinh bởi thánh thần và bởi đức trinh nữ Maria chính vì thiên chúa ngôi lời đón nhận một con người cách đặc biệt và khôn tả nên đúng ra và thật sự phải nói rằng đức Giêsu vừa là con thiên chúa vừa là con loài người là con loài người vì là một con người đã được ngôi lời đón nhận là con thiên chúa vì là thiên chúa con một đã đón nhận một con người chẳng vậy chúng ta sẽ phải tin thiên chúa bốn ngôi chứ không phải ba ngôi. Thiên chúa tiền định cho bản tính con người được Đức Giêsu nâng lên một cách lạ lùng, cao siêu tuyệt vời, đến nỗi không thể nào nâng cao hơn được nữa. Cũng vậy, vì chúng ta thần tính của ngôi lời không thể xuống thấp hơn được nữa khi nhận lấy bản tính con người chúng ta với tất cả sự yếu hèn của xác thịt cho đến độ chết trên thập giá. Vậy cũng như chỉ có một mình Đức Kitô đã được tiền định để làm đầu chúng ta thì nhiều người trong chúng ta cũng được tiền định để làm chi thể của người. Ở đây đừng nói đến công trạng của loài người nữa vì chúng đã tiêu tan cả rồi do tội lỗi của Adam. Nhưng hãy cao rau ân sủng của Thiên Chúa đang ngự trị nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, con một Thiên Chúa và là Chúa duy nhất vậy nếu có ai tìm được nơi đắng là đầu của chúng ta những công trạng có trước khiến người được sinh ra cách lạ lùng như vậy thì người đó mới nên tìm ở nơi chúng ta là chi thể của người những công trạng có trước khiến nhiều người trong chúng ta được tái sinh lạy chúa chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng xin đừng để chúng con xa vào cảnh tối tăm làm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng người ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.